Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm clip với các bạn. Hôm nay cũng là một clip khá đặc biệt. Thì các bạn cũng có thể thấy là mình trong một bộ quần áo cũng rất đặc biệt. Từ trước đến giờ thì các bạn chưa thấy cái hình ảnh này đâu. Hôm nay thì mình đang có mặt ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và sau lưng mình kia là một trang trại những cái đàn heo rừng các bạn ạ. Thì trước đó thì mình cũng rất là băn khoăn về việc mà làm những clip chuyên về nông dân với những cái mô hình kinh tế, thì mình cũng nhận được khá là những cái lời bình luận và những cuộc điện thoại của các bạn và mong muốn mình làm thêm một clip về trang trại nuôi heo rừng. Thì ngày hôm nay thì nhân dịp cái dịp mà mình về Đắk Lắk với cái trại bồ câu của mình nhá, thì mình cũng có mặt ở trang trại này để làm sao có những cái hình ảnh thực tế nhất để các bạn có thể thấy được cái mô hình nuôi heo rừng. Thì khi mà mọi người mà xem clip này mà cảm thấy là cái mô hình nuôi heo rừng nó hiệu quả, hoặc là mọi người thích thú về việc nuôi heo rừng, thì mình sẽ để lại cái địa chỉ liên hệ ở đây ấy, để các bạn có thể mua giống này, các bạn có thể thăm hỏi ý kiến về việc nuôi heo rừng này, cách cho ăn như thế nào này. Trước đó thì những cái người chăn nuôi heo cả nước mình điêu đứng về việc là cái dịch tả heo châu Phi xuất hiện, thì nó đã càn quét qua nhiều khu vực và để lại một hậu quả rất là nặng nề. Và nhiều người nông dân á, thì khi mà cơ quan chức năng hoặc là trạm thú y đến tiêu hủy heo á, thì đòi tiêu hủy heo vì họ nhiều khi nông dân họ không biết là bị dịch gì á, thì cơ quan chức năng có bảo là bị dịch tả heo châu Phi, nhưng mà nhiều người á thì lại phản đối bảo là heo của tôi á thì rõ ràng là nuôi ở trong chuồng từ lúc đẻ ra ở trong chuồng, không bao giờ đi châu Phi, mà tại sao lại bị dịch tả heo châu Phi. Thì người ta rất là phản ứng, nhưng mà sau đó thì người ta mới biết là dịch tả heo châu Phi là tên một loại dịch thôi. Thì vừa rồi thì mình cũng kể một cái câu chuyện cũng đùa đó các bạn. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ quay những cái hình ảnh cận ở trong cái chuồng heo này để cho các bạn xem nhé. Vào đây các bạn nhé, đây là những con heo rừng này. Nhìn nó có vẻ như nó đang rất là sợ người lạ đến. Đây là cái trại heo được xem là cái trại heo lớn nhất ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì hiện tại thì bây giờ cũng nhiều người họ chuyển sang cái mô hình nuôi heo rừng này các bạn này. Vì thời gian vừa qua thì dịch tả heo châu Phi nó hoành hành nhé. Và chính vì thế nên cái những cái giống heo ta mình hay nuôi á thì nó bị thiệt hại rất nặng nề. Và những cái con heo rừng lai này thì sức đề kháng của nó mạnh hơn. Đấy. Nó có thể chống chọi được với dịch. Đây các bạn có thể thấy này. Thì đây là hàng rào này. Hàng rào lưới B40. Những đàn heo thì nó có vẻ đang rất là sợ người. Thì lát nữa thì mình sẽ vượt qua đây, mình sẽ vượt qua cái hàng rào này để quay quay cận hơn cho các bạn thấy. Đây các bạn nha. Khi thấy người thì chúng sẽ chạy. Đây là trại heo của anh Long. Thịt heo rừng này rất là ngon các bạn nhé. Thịt heo rừng rất là ngon. Ủa, nó nhìn chằm chằm mình luôn. Đấy, mình vô trong rồi. Mình vừa mới nhảy qua hàng rào. Đây là cận cảnh cái đàn heo rừng các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiếp cận gần hơn nữa. Tại vì khi mà mình tiếp cận đột ngột quá thì chúng rất là sợ. Thường thường những cái gia đình mà có đất rộng thì họ sẽ thả rông luôn. Heo này thì họ sẽ thả rông luôn.
Nhưng mà ở đây thì do cái tính chất đó là đồi núi với sông suối nhiều, với lại cái vườn tược thì hàng rào cũng không được cố định lắm nên người ta mới quây nhốt này được bạn. Tại vì nếu mà khi mà để nó sổng ra ngoài thì nó sẽ đi mất. Một là đi mất, hai ấy, là người ta sẽ bắt mất của mình. Đấy, nên người ta sẽ mới quây như này. Và thức ăn ấy, thì người ta sẽ đổ ở trong chuồng kìa. Thức ăn thì người ta sẽ để trong chuồng này. Còn đây là cái bể. Cái bể này là thời tiết nóng thì heo nó hay nhảy trong đây để nó tắm này. Còn đây là cái chuồng của nó. Đây chuồng của nó rất là hầm hố. Đây là cái chuồng của nó nhá. Nó cũng ăn bắp này. Nó cũng có ăn bắp. Đấy, thức ăn này thì người ta sẽ đổ vào trong này. Giống như cái máng như thế này. Tầm khoảng 10 con heo heo con. Đây, heo con thì tách ra là một cái chuồng riêng. Còn chuồng bên này là heo bố mẹ này, heo to hơn. Heo bên này thì chủ yếu để sinh sản thôi. Còn heo bên này thì sẽ để bán thịt. Thì hiện tại như mình tìm hiểu đó là heo mà người ta bán tại tại vườn thế này này thì tầm khoảng 120.000 một kg. 120.000 một kg các bạn nhé. Đấy, những con heo này thì đã có thể xuất chuồng được rồi. Những cái đàn heo bên này thì nó cũng rất là sợ người này. Khi mà mình vẫn còn đang đứng rất là xa đấy, đứng rất là xa. Nhưng mà khi nhìn thấy mình thì nó đã chạy rồi. Ở bên kia có một con heo heo đực các bạn nhỉ, con heo đực mà nó có răng nanh. Chắc nó có lẽ là nó rất là già rồi. Đây con heo này đây này. Con heo to nhất đàn. Mình sẽ cố gắng lại gần hơn một chút nữa. Đây. Mình mới bước một bước chân thôi là chúng nó đã chạy rồi. Có vẻ rất sợ người. Bản tính của nó mà các bạn, bản tính hoang dã mà. Khi mà thấy người đấy chắc chắn nó sẽ chạy. Đây. Đây, đây là con heo đực đây các bạn nhé. À đây là con heo cái. Đây là con heo cái. Nhìn chúng rất là to. Lát nữa thì mình cũng sẽ vượt qua cái hàng rào này. Mình phải vượt qua một hàng rào nữa thì mới qua được cái chuồng bên này. Có thể quay được những cái nhảy cận hơn. Thì ở trại Minh Dũng Bồ Câu mình thì cũng đang tính toán làm sao để có thể lập một cái trại nuôi heo rừng này. Vừa nuôi bồ câu vừa nuôi heo rừng luôn các bạn. Tại vì hiện tại là cái lượng heo rừng mà nuôi mà để phục vụ cho những cái nhà hàng với cái quán ăn đó là không đủ. Chính vì thế thì mình cũng đang tính toán là việc nuôi thêm một trang trại heo rừng nữa. Cũng ở Buôn Đôn Đắk Lắk này luôn, cũng ở cạnh cái trại bồ câu đang xây của mình ấy. Với giá thị trường bây giờ là tầm khoảng 120.000 một kg. Thì nói chung giá cũng rất là cao rồi. Đấy, con heo đực đang đi này, các bạn bên trong rất là to, có cả răng nanh đây. Đấy, chúng nó đang di chuyển lên trên. Lát nữa thì mình sẽ, tại vì ở đây hiện tại thì có một chị cho cái đàn heo này ăn, thì lát nữa thì mình sẽ phỏng vấn chị cùng với là chị cho heo ăn như thế nào các bạn nhé. Đây chuồng trại, nói chung là khi mà mình nuôi
heo rừng cái này thì nó cũng khá là thô sơ thôi. Đấy, đàn heo con thì nó cũng hiện tại thì đang rất là sợ người. Rất là sợ người. Đấy, mình chỉ cần tiến lên thôi là chúng nó sẽ chuẩn bị chạy. Mình sẽ cố gắng đi lại một tiếng thêm một tí nữa các bạn nhé. Trong những cái người làm nông dân thì chắc nhiều người nuôi heo rừng thế này. Tại vì mình cũng ở trong fanpage của hội nông dân đó, thì mình thấy là cũng nhiều bà con nuôi heo rừng. Nhưng mà cái đầu ra không ổn định nhé. Thường thường thì rất là khó khăn cho cái việc mà tiêu thụ được heo. Tại vì heo mà đến lứa mà xuất rồi thì mình không bán ra được á, thì mình vẫn phải chăm sóc nó cũng như nó ăn. Thì chính vì thế nên người nông dân mình gặp khó khăn rất nhiều trong cái khoản đầu ra. Cũng giống như ở trại mình nuôi bồ câu thôi. Mình xác định được là người ta nuôi bồ câu khó đâu khăn ở đầu ra, nên mình bao luôn đầu ra cho bà con nông dân. Đấy. Những heo này trông rất là đẹp. Và cái giống heo lai này thì rất là khó tìm các bạn nhé. Rất là khó tìm được những cái giống heo như thế này. Tại vì khi mà ví dụ như là mình bắt heo rừng mà không đúng á, hoặc là heo rừng người ta đã lai rồi á, thì mình khi mà mình về nuôi á, thường thường á thì nó mỡ của nó rất là nhiều, nó nhiều mỡ hơn. Còn bụng của nó, các bạn để ý là bụng của những con heo này thì thường nó không có phệ lắm. Nếu mà bụng mà phệ quá thì cũng không phải là heo rừng chuẩn đâu. Đấy. Chúng nó rất là sợ người. Chuẩn bị chạy lên này. Đây là mình tiếp cận nó cũng rất gần, khoảng chục mét nữa thì sẽ đến cái đàn heo này. Đấy. Có vẻ như là chúng xem mình là một mối nguy hiểm. Nên khi mà mình đến gần thì chúng rất là dè chừng. Đấy, chúng nó bắt đầu chạy rất nhanh. Con mình thì mình nhìn mình rất thích con heo đực mà có cái răng nanh này các bạn nhé. Nhìn rất to, nhìn khỏe lắm. Mình vừa mới vượt qua được cái hàng rào này để vào cái chuồng bố mẹ của đàn heo rừng con kia. Đấy. Chắc nhiều người là cũng rất là muốn mình có những cái hình ảnh cận đúng không ạ? Thì mình sẽ tiếp cận cái đàn heo này. Thì mình đếm thử khoảng bao nhiêu con nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng hơn 10 con heo. 10 con heo đang ở trong chuồng này các bạn nhé. Những con heo rất là to. Vài chục ký rồi. Những con heo này nuôi để sinh sản thôi các bạn nhé. Đây. Đây là hình ảnh cận hết có thể rồi các bạn. Rất là to. Con heo cái này cũng to các bạn này.
Thì riêng đối với hộ gia đình này thì trước đó thì mình cũng có biết được thông tin đó là những cái cặp heo này thì anh Long nó phải tuyển chọn rất là kỹ. Và đây chính xác là heo rừng luôn. Thì ở vùng Tây Nguyên mình nhé, thì trước khoảng thời gian trước đó thì vẫn còn rất là nhiều heo rừng. Thì khi mà người ta đi săn á, người ta đặt bẫy. Nếu mà người ta bắn súng thì chắc chắn là heo sẽ chết các bạn nhé. Người ta đặt bẫy thì người ta sẽ bắt được những con heo rừng như này, hoặc là người ta bắt được những con heo rừng con. Thì về nhà người ta sẽ bán lại cho những người muốn nuôi. Chính vì thế nên người ta nhân giống cái loại heo rừng này, tại vì người ta ăn thịt của nó rất là ngon. Và cái việc nuôi heo rừng này cũng phải tuyển chọn rất là kỹ các bạn nhé. Nếu mà mình mà không không chuyên nghiệp thì mình sẽ mua phải những cái giống heo không tốt đâu. Và theo mong muốn của mọi người thì mình làm clip về nuôi heo rừng này để chúng ta hiểu thêm về việc cái ngành nông nghiệp. Chứ mình làm nhiều clip về nuôi bồ câu quá thì đôi khi thì nó cũng có một cái cảm giác, đó là nó quay nhiều quá thì nó cũng nhàm. Thế mình muốn có các bạn có một góc nhìn khác về nông dân. Thì vì kênh của mình là kênh nông dân làm giàu, thì mình sắp tới thì định hướng của mình cũng là quay thêm những cái mô hình mà phát triển kinh tế giỏi gửi đến các bạn, để khi mà chúng ta xem nhiều clip thì nhiều khi mọi người có những cái ý định cái mô hình kinh tế thì mọi người có thể áp dụng theo. Clip hôm nay của mình đến đây thì cũng xin dừng ở đây các bạn nhé.